Văn Toàn bị loại khỏi tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Việt Nam vì chưa bình phục chấn thương, thay thế anh là tiền vệ Phan Văn Đức. Văn Toàn là một trong 26 cái tên được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Hà Nội dịp FIFA Days tháng 9. Tuy nhiên ngày 23 tháng 8, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định gạch tên tiền đạo Nam Định khỏi danh sách đội tuyển. Nguyên nhân là tiền đạo người Hải Dương vẫn chưa bình phục chấn thương cổ chân để tham gia tập luyện và thi đấu. Lần gần nhất Văn Toàn thi đấu cho tuyển Việt Nam là ở trận thắng 3-2 trước Philippines tại vòng loại thứ 2 Olympic 2026 hôm 6 tháng 6. Anh được xếp đá chính, thi đấu hết trận và phải nhận một thẻ vàng ở phút 76 sau tình huống ngăn cản đối phương phản công. Trước đó, Văn Toàn đã phải nhận một thẻ vàng ở trận thua 0-1 trước Indonesia nên anh bị treo giò ở trận làm khách của Iraq hôm 12 tháng 6, Việt Nam thua 1-3. Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức lên tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Văn Đức trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau khi bình phục chấn thương để trở lại thi đấu hồi tháng 3, tiền vệ xứ Nghệ thể hiện phong độ khá tốt khi ghi 3 bàn tại V-League 2023-2024 trong màu áo Công an Hà Nội. Mới nhất, Văn Đức ghi bàn mở tỷ số với pha sút xa đẹp mắt góp công giúp Công an Hà Nội đánh bại đại diện Thái Lan Buriram United với tỷ số 2-1 ở lượt trận ra quân giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 tối ngày 22 tháng 8. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập trung tập luyện từ ngày 30 tháng 8 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, Hà Nội. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp tuyển Nga vào ngày 5 tháng 9 và đối đầu với Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.